Chiều 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, mức án tử hình cho cả ba tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Hội đồng xét xử xác định bị cáo đã cùng với 84 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, tức SCB, hơn 677.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Hội đồng xét xử yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Trong đó có căn biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tòa, hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này. Mặc dù con gái của bị cáo Trương Mỹ Lan là bà Chu Duyệt Phấn đã xin hủy kê biên, nhưng xét thấy đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tòa đã bác yêu cầu. Hội đồng xét xử cho biết cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bị cáo Trương Mỹ Lan nên đây là tài sản của bị cáo. Do đó, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo. Tài sản này Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng. Đối với tòa nhà ở 75 Nguyễn Huệ mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho SCB thuê, hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Đối với loạt bất động sản tại các quận Nhất, quận 7, quận 4, quận Phú Nhuận tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, công ty cổ phần T&H Hạ Long và công ty Âu Lạc đã nhận từ Trương Mỹ Lan hơn 6.090 tỷ đồng để chuyển nhượng 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện. Tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ SCB. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho SCB, nên buộc công ty cổ phần T&H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Với tài sản kê biên của bị cáo Trương Huệ Vân là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor và là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo Lan nuôi nấng từ nhỏ, bản chất tài sản là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên tuyên tiếp tục kê biên, bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, kiêm trưởng đoàn thanh tra tại SCB nhận hối lộ. Hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo Trương Mỹ Lan rút ra khỏi SCB là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự. Đối với hơn 1.100 mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở SCB, hội đồng xét xử tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý để thanh toán dư nợ. Trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng cho người khác đứng tên hộ. Hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Thực chất, bản chất hơn 1.280 khoản vay của SCB, các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền SCB sử dụng. Do đó, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi, toàn bộ dư nợ hơn 1.280 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Theo hội đồng xét xử, tính chất khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lan và công ty Capella và bị cáo Dương Tấn Trước là cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan là số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại hơn 2.200 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo Trước là nguồn tiền có được từ vụ án, tòa yêu cầu phải nộp lại. Đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án, hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này, tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự. Song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm, tự nguyện nộp tiền, hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình. Do đó, những số tiền này sẽ được chuyển cho SCB, khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Với tiền, cổ phiếu, đồ vật đã kê biên, phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo hội đồng xét xử, trong quá trình SCB thu hồi nợ, khi đã giải quyết xong các khoản nợ, phần còn lại SCB phải phối hợp với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo.